tôm chấm với sữa thuốc đi. Ok, và trên tay tôm bây giờ đang là người đàn ông có sữa duy nhất ở Việt Nam. Một nhân vật mà từ người trẻ đến người già, từ đàn ông đến đàn bà ai cũng thích. Tiếp đến chính là mì tôm. Cả nhà chả có gì ngoài mì cả, anh em ạ, à, nghèo đấy. Bình thường ấy, thì mình ăn mì tôm với muối mì tôm không ấy, nó nhiều rồi. Hôm nay sẽ thử ăn mì tôm với sữa ông Thọ. À, để xem nó có ra gì không nhá. Được uống bao nhiêu loại sữa, nhưng mà đối với mình thì cái loại sữa của người đàn ông có sữa đầu tiên ở Việt Nam này, nó vẫn cứ là đỉnh của chốt. Mì tôm huyền thoại. Mình sẽ thử ăn với sữa nhá. Nhìn hấp dẫn chưa? Rất là ngon mọi người ạ. Giống như ăn mình ăn bánh quy ấy. Mì giòn, sữa thì thơm, béo. Ăn xong cuối cùng nó sẽ vương lại có chút vị mặn mặn của mì ở dưới cuống họng này. Để mà mình đánh giá thì mì trộn với muối ăn cũng ngon, mà mì chấm với sữa ông Thọ ăn cũng ngon luôn. Giữa cái lúc dịch này không ra ngoài mua bim bim được thì đây, đây chính là bim bim của Việt Nam này. Bim bim tự chế mà ngon, gọi là đỉnh luôn. Mọi người biết ạ, là còn món nào ngon tương tự như vậy thì hãy mách nước cho tôm nha. Cảm ơn rất là nhiều và tất cả mọi người nhé. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.